Video này được tài trợ bởi 360 Unisex, nhãn hiệu thời trang Unisex uy tín trên gian Shopee Mall. Thông tin chi tiết chương trình ở phần sau video. Fast and Furious X, quá nhanh quá nguy hiểm 10. Phần phim cuối cùng của chuỗi phim, theo lời anh Vin thì là thế. Và cũng là hồi kết của đại gia đình Toretto đã chính thức được công chiếu vào cuối tuần qua. Sau hơn 20 năm và 9 phần phim tiền nhiệm, đây có thể sẽ là lần cuối cùng mà chúng ta được nghe cụm từ Family phát ra từ tông giọng trầm như một cái cây của Vin Diesel. Vậy thì liệu hồi kết này có thực sự hay, có thỏa mãn khán giả? Và điều gì đã làm nên cái sự tự tin của Vin Diesel khi dám chia phần 10 này thành hai phần nối tiếp nhau như là Avengers Infinity War và Endgame? Hoặc thậm chí, theo anh bật mí, có thể nó sẽ là một bộ 3 phim, một trilogy cho phần cuối, tất cả sẽ có trong review sau đây. Như đã nói thì phần 10 sẽ được chia làm 2 hoặc 3 phần nhỏ, có nghĩa là cuối phần 10 này mọi thứ vẫn sẽ còn bỏ ngỏ để chờ đến phần tiếp theo giải quyết, và nội dung của phần 10 sẽ đưa ta trở về quá khứ một chút, cụ thể là phần phim thứ 5 khi mà anh Dom Chọc và anh Hop Chọc hợp tác để tiêu diệt tên trùng Hân and Reyes. Tuy nhiên gia đình Dom hay kể cả khán giả mà có khi là cả biên kịch phần 5 cũng không thể nào mà hay biết được rằng Hân còn có một người con tên là Dante Reyes, một kẻ điên đúng nghĩa, không có quy tắc gì cả và không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc khiến gia đình của Dom đau khổ. Và từ đây, cuộc trốn chạy hay đúng hơn là cuộc chống trả của đại gia đình Dom lại phải bắt đầu. Và Dante Reyes mà tôi nói ở đây cũng chính là cái điểm sáng nhất của bộ phim. Bên cạnh hàm răng của các diễn viên, nếu mà theo dõi Jason Momoa đủ lâu thì mọi người sẽ biết được rằng là cách diễn của anh rất là tự nhiên, gần như là chính anh ngoài đời. Và thực sự là cái chất tưng tửng mà Dante cần cũng chính là thứ mà Jason có. Trong phim thì nhân vật này là một kẻ bất quy tắc, ưa bạo lực, không từ thủ đoạn và biết điểm yếu của từng người trong gia đình Dom nằm ở đâu. Trong những phần trước kia, phản diện sẽ phải có một cái gì đó để mà nhóm chính diện nắm thóp và từ đó có thể lật kèo và đánh bại. Nhưng đối với Dante, hắn chẳng có một mối lo ngại gì về bản thân, không gia đình, không người thân, không cần phải bảo vệ bất kỳ ai. Và hắn chỉ có một mục tiêu, đó là khiến Dom đau khổ. Một kẻ phản diện luôn đi trước một bước với khả năng lên kế hoạch thiên tài, sẵn sàng giết bất cứ ai, không cần lý do. Và một kẻ đáng sợ như vậy cũng sẽ là thử thách cho nhà làm phim. Họ phải vạch ra được một cách nào đấy hợp lý nhất để mà các nhân vật chính có thể đánh bại hắn ta, chứ không chỉ đơn thuần là sức mạnh gia đình hay cái gì đó tương tự được. Một điểm sáng khác trong dàn diễn viên, dù ít thời lượng lên hình nhưng mà lại chiếm được nhiều cảm tình của tôi, đó chắc chắn là Jacob thủ vai bởi Bing Chu Linh, không gằn giọng cau mày như là Dom, không điên loạn như là Dante. John Cena chỉ cần làm bất cứ điều gì thì anh vẫn trông ngầu vãi trưởng. Và tôi thực sự ước rằng là John Cena đã có thể tham dự cái dòng phim này sớm hơn ý, bởi vì anh rất là hợp với lại cái vibe đua xe bắn súng này. Tiếp tục với những điểm đáng khen của phim thì một điều mà tôi nghĩ không ai chê được và cũng là điều được giữ phong độ trong suốt các phần phim, đó chính là các phân cảnh hành động. Sau những pha hành động thách thức vật lý và khoa học ở phần 8 và phần 9 thì ở phần 10 này đã tiết chế lại những điểm phi khoa học. Nó kiểu nó vẫn ảo nhưng mà ít nhất thì nó vẫn còn hợp lý một tí và có thể giải thích bằng những phân đoạn trước đó, chứ không phải là phi xe hơi ra ngoài vũ trụ hay là chiếc nam châm thần kỳ. Ở phần 10 này, những cảnh hành động vẫn có sự sáng tạo và mới lạ so với những phần trước, và đặc biệt là nó mang lại một trong những thứ mà đáng lẽ phim này phải luôn có nhưng mà gần đây lại mất hút, chính là những phần cảnh đua xe, âm nhạc Latin này, những chiếc bô này, những cô nàng khoe mông này, đó phải là đặc trưng của dòng phim này. Và ở phần 10 này nó đã quay trở lại được một chút, một rất chút ý, bởi vì rõ ràng đó là thứ cần nhưng mà thời lượng phim lại quá ngắn. Nó chỉ là một khoảnh khắc để mà Dante thể hiện tính cách của bản thân. Âm nhạc trong phim thì cũng cực kỳ bùng nổ. OST của Fast thì không có gì phải bàn cãi rồi. See You Again này, Ride Out này, Good Life này, Hey Ma này, quá nhiều bài hit từ những phần phim trước. Và phần phim này cũng vậy, có cả Jimin BTS cơ mà. Mà điểm đáng nói ở đây là âm nhạc được sắp xếp ổn, nâng tầm cảm xúc người xem. Có bài đoạn tri ân khá là tốt, cũng gọi là râm rớm một chút. Đó là về nhạc thôi nhá, chứ còn cái khoản mà nhắc đi nhắc lại về Brian tôi thấy hơi kỳ. Và tôi nghĩ đó cũng có lẽ là tất cả điểm tốt mà Fast 10 làm được. Còn điểm yếu thì ui biết kể đến bao giờ. Trước hết ta phải nói về một điểm yếu chí tử của dòng phim Fast and Furious trong thời gian gần đây, chính là kịch bản. Đúng thật là không có gì mạnh hơn gia đình ngoại trừ một kịch bản dở. Kể từ sau sự ra đi của Paul Walker, tức là sau phần 7, kịch bản của Fast đột nhiên yếu kém hẳn, nói trắng ra là có hơi hướng vắt sữa thương hiệu. Phần 8 có thể còn đỡ một chút, nhưng mà sang đến phần 9 thì đúng là không còn cái gì có thể cứu vãn được. Trên mạng người ta còn đùa rằng là phim được viết bởi đứa trẻ 5 tuổi. Quả thực là những quyết định của các nhân vật trong phim rất là ngô nghê, cảm giác rất là non, trong khi họ đã đồng hành và sát cánh cùng với nhau qua bao nhiêu năm tháng, trải qua đủ mọi nhiệm vụ còn khó hơn lên trời. Nhưng khi đối diện với thử thách mới thì lại bắt đầu trở nên gà mờ hơn bao giờ hết. Dàn diễn viên của phim cũng là một thách thức quá lớn với nhà sản xuất. Ừ thì cũng toàn là sao hạng A đấy, cũng máu mặt đấy, nhưng mà có đất đâu mà diễn. Dàn diễn viên cũ thì lại quá đông, phần 9 lại còn dựng cả bộ Han từ lòng đất trở về, phần 10 này thì lại dựng... À mà thôi, mọi người nên xem phim để biết. Số lượng diễn viên quá lớn, những nhân vật mới không có đất để phát triển. Ngoài Jason Momoa và John Cena ra, những nhân vật khác như kiểu thêm vào để hút khách, Brie Larson này, Daniela Mercier này, Alan Rickson này chưa thể hiện được cái gì quá nhiều.
Còn những gương mặt cũ thì chẳng làm được cái gì nên hồn. Cụ thể là bộ tứ Tesh, Roman, Ramsey và Han. Mục đích duy nhất của họ trong phim là làm trò cười. Nhưng mà cười cũng không tới. Các cảnh hành động rất là căng thẳng nhé. Nhưng mà luôn có sự cợt nhả của Roman. Vừa không có duyên lại vừa làm người xem khó chịu. Mà nhắc đến cợt nhả thì phải kể đến cái hệ thống lời thoại của phim. Ok, gia đình. Nói mãi rồi không sao, mọi người có thể ổn với cả điều đấy, có thể ổn với cả gia đình. Nhưng mà niềm tin á, gia đình còn chưa đủ mạnh à? Đã thế cái đạo lý này là còn xuất hiện suốt. Cứ ở đâu có Vin Diesel là ở đó có đạo lý. Nói chung là những câu thoại đấy nó bị phản tác dụng, nó không chạm đến trái tim người xem. Còn những cái câu thoại giữa cha con của Dom thì ôi rồi ôi, cứ như là kiểu hai văn sĩ thời kỳ đổi mới nói chuyện với nhau ý. Thật sự tôi sẽ cảm thấy ổn hơn nhiều nếu họ mặc quần kaki từ 360 Unisex, nhãn hiệu thời trang Unisex uy tín trên sàn Shopee. Bạn đã mệt mỏi với những lần mua hàng online từ thương hiệu không uy tín, vải xấu, vải mỏng, dễ rách, tấm bút mồ hôi kém, xù lông nhăn nhúm và co giãn sau lần đầu giặt, đã thế lại còn đường mai xấu nhiều chỉ thừa. Vậy thì 360 Unisex đây, với chương trình khuyến mãi cho bộ sưu tập đồng giá, mang đến cho bạn sản phẩm quần kaki chất lượng, vải chắc chỉ bền, rộng rãi thoáng mát, phong quần đơn giản dễ phối đồ, được thiết kế và sản xuất trực tiếp bởi 360. Đã thế lại còn sale mạnh từ 419k chỉ còn 125k khi áp voucher. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Trở lại với phần review thì về nhân vật thì chỉ có một cái trường hợp khá là đáng tiếc, đấy là Deckard Shaw, thủ vai bởi Jason Statham, chỉ có đúng một cảnh chiến đấu và sau đấy thì mất hút luôn. Tuy nhiên thì mình có thể tạm thời du di được bởi vì đây mới chỉ là phần 1 thôi mà. Letty và Cypher thì khá hơn một chút nhưng mà chung quy lại thì vẫn còn là quá tối, không đóng góp quá nhiều cho mạch phim. Cô em gái Mia thì đúng thật là tại sao cô ấy vẫn còn ở đây nhỉ? Kiểu việc Mia quay trở lại càng khiến bộ phim khó xử lý, bởi vì rõ ràng là khi đó phải có cả Brian và con trai của hai người thì câu chuyện mới hợp lý. Đây lại chỉ có Mia xuất hiện và gặp nguy hiểm, còn chồng cô thì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện được nữa. Nó có bị cảm giác lấn cấn ý. Cậu nhóc Brian, con của Dom này cũng được trao nhiều đất diễn để mà thể hiện tính cách, nhưng không phải là tình cảm với cả bố mẹ, anh chị, ông bà, điều mà vừa dễ dàng lại vừa chạm được cảm xúc của khán giả mà lại vừa đúng với cả tôn chỉ gia đình của phim, mà là đất diễn trong việc mình sẽ trở thành một Dom 2.0, cũng biết độ xe, đua xe, lết bánh, hành động, mạo hiểm và nói đạo lý. Nếu đó là cách mà nhà làm phim khuyến khích mọi người nuôi dạy con trẻ thì tôi thực sự hoang mang về cách mà người Mỹ nhìn nhận việc nuôi con. Nhìn chung thì để nói về sạn của phim thì nó phải là quá nhiều. Tuy nhiên thì trước khi đi xem phim tôi đã tự hạ kỳ vọng của mình xuống. Tôi chưa từng mong là Fast sẽ có một câu chuyện đủ hay và đủ cảm xúc và trừu tượng gì đấy. Cái tôi chỉ mong rằng là nó có thể đảm bảo được tính logic ở một mức độ nhất định và không khiến khán giả cảm thấy trôi tuột. Và rõ ràng là phim đã làm được ở một vài khía cạnh. Dẫu biết rằng là một bộ phim hay sẽ cần rất nhiều yếu tố mà Fast không thể nào có được, nhưng để mà hỏi rằng là tôi có tiếc cái thời gian để ra rạp thưởng thức không thì câu trả lời vẫn chắc chắn là không. Một thương hiệu đã quá nổi tiếng rồi, nó đảm bảo được cái sự kích thích ở phần nghe nhìn, nó chắc chắn là một sự lựa chọn không tồi để mà trải nghiệm ở màn ảnh lớn. Ngoài ra thì phim được chia làm hai phần nên là sẽ có rất nhiều chi tiết trong phim dùng để làm nền cho phần sau và sẽ khiến khán giả bị rối, nhưng nó cũng không hẳn là vấn đề quá lớn để mà phá tan trải nghiệm xem. Và đừng quên là phim còn có một cái after credit rất là quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến phần sau nên là nhớ ở lại coi. Tôi chấm điểm phim này kẻ tám lạng người nửa cân với phần 9 và chưa được một nửa phần 5 dù tên phim thì gấp đôi. Đây là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.